Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm quả táo nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm khỉ mặt đỏ các bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm sóc ham ăn. Chào em. Chào ấy. Chào hai bé. Hai bé đang làm gì vậy? Chú ở Hà Nội nha. Cái gì? Chó ở đâu Hà Nội? Chó ở đâu Hà Nội? À, chú ở Sóc Sơn cơ. Chùa Sóc Sơn. Ủa thế không nghe thấy rõ à? Có nghe rõ không? Ồ sao lại nhỉ? Chú dùng mic mà. Dùng mic mà không nghe nhỉ? Chú nhắn tin thì nhắn theo qua đâu? Zalo nhé. Nhắn tin qua số Zalo. Số Zalo đi. Mấy đứa dùng số Zalo không? Có dùng số Zalo không? Zalo. Thế thì cho chú số điện thoại Zalo, chú ghi chú cái bản cho. Mày đọc đi. Không hiểu cái mạng của gì. từ từ đọc lại 928. Ok, 928 gì nữa? Ghi đi, chúng mày ghi cái số điện thoại đi, chú không nghe rõ ghi cái luôn là tin nhắn đó. Đấy, ghi số điện thoại. Chín hai tám tám sáu tám gì nữa? 928 868. Rồi 928 868 gì nữa? Rồi. Đọc lại đi. Ờ 392. Lô
Alo. Cháu gọi đi. Thì kết bạn thì làm sao rồi nhỉ? Anh, a à, chú. Biết đâu đấy. Chú kết bạn thì kết bạn thôi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm người viết chữ này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con mèo dễ thương nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con dái cá. Gần gần như thế, gần như thế. Chú bảo chú vào Sóc Sơn rồi mà. Không tin à, chú Sóc Sơn mà. À Sóc Sơn, Sóc Sơn Hà Nội ơi, chứ không phải Sầm Sơn. Là sao, là sao? Từ chối thì từ chối thôi, không sao đâu, không sao đâu. Chào đi chó. Cái gì đấy? Úi dồi ôi, chúng mày lại cho chú tiền đấy chứ. Chú làm gì mà cho mày tiền? Chúng mày cho chú cái tiền đấy chứ. Chú làm gì có tiền? Hả? Chúng mày cho chú xin cái tiền cái. Đâu chú có chụp đứa nào ở trang cá nhân của chú mày mà chú chụp à, nó giống với gì thì nó giống giỏi rồi, chúng mày đọc đấy là cái gì, nó mất việc ra. Ừ.